Kể chuyện những chú bé không chết. Năm ấy, phát xít Đức kéo quân sang xâm lược Liên Xô. Đến đâu, chúng cũng cướp bóc, bắn giết hết sức dã man, lòng dân vô cùng oán hận. Một buổi chiều, bọn phát xít bất ngờ xông vào làng nọ. Khắp làng không một bóng người, không thấy du kích chống cự, chúng tưởng là được yên thân. Nhưng khi trời vừa tối, tiếng súng vang lên, bọn phát xít hốt hoảng hỏi nhau: bắn ở đâu thế? Một tinh lính từ ngoài chạy vào nói: bắn nhau ở cánh rừng kia kìa, đã bắt được một tên du kích. Một lát sau, mấy tinh lính dẫn một chú bé đến trước mặt tên chỉ huy. Chú bé chừng 13 hoặc 14 tuổi. Chú mặc chiếc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Tên sĩ quan hỏi: mày là ai? Chú bé kiều hãnh trả lời: tao là du kích. Tên sĩ quan quát lớn: đội du kích của chúng mày đang ở đâu? Chú bé trả lời bằng giọng khinh bỉ: tao không biết. Tên sĩ quan nổi giận, ra lệnh cho bọn lính hành hạ, tra tấn chú rất dã man. Nhưng chú không tiết lộ nửa lời. Gần sáng, bọn chúng đem chú bé ra bắn. Đêm hôm sau, du kích tấn công vào chính khu vực của bọn phát xít đóng quân. Kho tàng của chúng bị nổ tung, nhưng chúng cũng bắt được một em nhỏ. Tên sĩ quan kinh ngạc hỏi to: mày là ai? Chú bé kiều hãnh trả lời: tao là du kích. Tên sĩ quan không còn tin ở mắt mình nữa. Trước mặt chúng vẫn là chú bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng mà hắn đã ra lệnh cho bọn lính bắn chết vào đêm qua. Tên sĩ quan rên rỉ: ôi, lạy Chúa, đất nước này thật là ma quỷ. Rồi hắn gào lên: treo cổ nó lên, treo cổ. Mệnh lệnh của hắn lập tức được thi hành. Sang đêm thứ ba, du kích đánh thẳng vào sở chỉ huy của chúng. Tên sĩ quan độc ác đã bị bắt sống, đem về khu du kích trong rừng. Khi người ta mở băng bịt mắt, hắn nhìn thấy trước mặt là một người du kích đứng tuổi, và bên bác ta là một cậu bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Hắn quỳ phục trước chân của chú bé, miệng lảm nhảm cầu xin chú bé: xin tha tội cho tôi, tha tội cho tôi. Tôi đâu ngờ ngài có thể chết đi sống lại như thế. Người phiên dịch đã chỉ vào bác du kích và cho hắn biết sự thật: đây là cha của hai đứa trẻ mà ngươi đã giết chết vào hai đêm qua. Trước mặt ngươi là đứa con thứ ba của bác ấy. Tên sĩ quan phát xít kêu lên một tiếng rồi gục xuống sát đất. Trước khi đền tội, hắn cũng đã bị khuất phục bởi tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ nhỏ tuổi của đội du kích đang xả thân chống phát xít xâm lược. Câu chuyện ca ngợi phẩm chất dũng cảm, kiên cường, bất khuất, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Truyện có tên là Những chú bé không chết là để thấy được sự trân trọng của người sao trước sự hy sinh của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Những chú bé tuy đã chết, nhưng hình ảnh và tinh thần quả cảm của các bé vẫn sống mãi trong trái tim của những người còn sống. Cái chết cao cả, chết mà như sống. Chúng ta có thể đặt tên khác cho câu chuyện, đó là Những chú bé dũng cảm hay Những chú bé không bao giờ chết.